Thì 125 này là đời đầu 10, đời 95-96 ha. Nguyên zin, zin 100% sơn xi zin. Xe bên Campuchia xe không giấy mà nó lại mắc hơn xe có giấy ở Việt Nam. Tại vì cái chất xe của nó riêng này nè. Còn bên đây em bán là từ 3-40 triệu, 50 triệu, 70 triệu. Có còn 100 mấy triệu mà chưa có giấy luôn. Nó thuộc vô cái diện sưu tầm. Cái chất xe, cái đồ zin của nó. Những cái người ta chơi xe cam này là nhà người ta đã có 1-2 chiếc xe ô tô hoặc là nhà người ta có điều kiện rồi. Cho nên anh em đừng có nói là tại sao mua cái xe về sở công an này kia. Xe người ta sưu tầm hoặc là kỷ niệm. Có thể là người ta không đi luôn anh em, mọi người. Ta chỉ để ngắm, để trưng bày, để xem, sẽ nhớ lại cái